tại Hội nghị Phát triển Thị trường Bất Động Sản An toàn Lành Mạnh bền Vững do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng thông tin đến cuối tháng 5, số dư đầu tư trái phiếu doanh nghiệp bất động sản là 154.050 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49,8% trong tổng số đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của toàn hệ thống và tăng 18,7% so với cuối tháng 12 năm 2021. Để phát triển lành mạnh thị trường này trong thời gian tới, Ngân hàng nhà nước đề xuất hoàn thiện các quy định liên quan đến chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, thành lập các công ty xếp hạng tín nhiệm uy tín, minh bạch trong hoạt động huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Đồng thời nâng cao khả năng huy động vốn từ các nguồn khác như thị trường chứng khoán, vốn FDI để phát triển các thị trường này trở thành kênh huy động vốn dài hạn hiệu quả, giảm sự phụ thuộc vào vốn tín dụng. Ngoài ra, lãnh đạo ngân hàng nhà nước cũng cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát rủi ro đối với hoạt động ngân hàng trong đó có kiểm soát rủi ro đối với tín dụng bất động sản, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, vừa để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, vừa khuyến khích các doanh nghiệp bất động sản huy động vốn trái phiếu minh bạch lành mạnh. Bộ Tài chính đề xuất tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật theo hướng tăng cường quản lý, giám sát thị trường trái phiếu. Về công tác đấu giá đất, thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá tại một số địa phương đã xuất hiện hiện tượng cò đấu giá, quân xanh quân đỏ để lộ thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá. Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng phân khúc bất động sản nhà ở vẫn tiếp tục phát triển. Mô hình bất động sản xanh, bất động sản sinh thái ở các khu vực ngoại ô thành phố sẽ thu hút nhà đầu tư. Cũng theo ông này, nguồn cung mới những năm tới cũng sẽ tập trung ở các vùng lân cận ngoại ô của các thành phố lớn và lân cận các khu đô thị vệ tinh, bám bên các đường vành đai lớn của các đô thị. Phân khúc bất động sản công nghiệp cũng được dự báo tiếp tục phát triển bất động sản văn phòng bán lẻ và nghỉ dưỡng sẽ có nhiều thay đổi sau khi hoàn thiện khung pháp lý. Bất động sản du lịch cũng dự kiến có sự điều chỉnh theo hướng phát triển kinh doanh du lịch. Đề xuất các giải pháp tăng nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ, ông Chiến cho rằng cần tăng cường hỗ trợ, ưu đãi nhất định về đất đai, thuế và các chính sách ưu đãi khác về đầu tư, tăng quỹ đất. Về bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, thị trường đang nạp thêm nhiều loại hàng hóa được sử dụng đa dạng công năng như condotel shop house resort villa pháp luật chưa có quy định cụ thể về cơ chế quản lý sử dụng đất vào mục đích hỗn hợp một số doanh nghiệp bất động sản du lịch có kiến nghị các bộ ngành nghiên cứu giải quyết vấn đề giấy chứng nhận quyền sử dụng quyền sở hữu để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư dự án theo các chuyên gia bất động sản du lịch là sản phẩm đã hình thành trong thực tế nhưng chưa có pháp luật điều tiết cụ thể mà đang chịu sự điều tiết của ít nhất năm luật do đó chính phủ cơ quan chức năng cần quan tâm tháo gỡ Đề xuất tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng phải dùng các công cụ tài chính về thuế để hạn chế đầu cơ bất động sản, đồng thời cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách trong lĩnh vực phát triển nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, để chính sách này sớm đi vào cuộc sống, góp phần tăng nguồn cung cho bất động sản hiện nay. Theo báo cáo thị trường quý 2 của Cashman Wakefield, giá trào thuê mặt bằng tại tầng trệt của một khối đế bán lẻ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh lên tới 350 đô la Mỹ 1 mét vuông một tháng, tức hơn 8,2 triệu đồng 1 mét vuông một tháng theo tỷ giá ngày 15 tháng 7, cao nhất từ trước tới nay. Mức này đã bao gồm phí quản lý nhưng chưa tính đến thuế giá trị gia tăng VAT. Tuy nhiên, CEO của Cashman and Wakefield cho rằng đây là mặt bằng duy nhất ghi nhận mức giá này, do đó không đại diện cho toàn thị trường khối đế bán lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị ghi nhận mức giá thuê trung bình tại tầng trệt của 4 khối đế bán lẻ thuộc khu trung tâm quận 1 hiện dao động quanh mức 200 tới 300 đô la Mỹ một mét vuông một tháng. Trong khi đó tại 5 trung tâm thương mại cùng khu vực, giá thuê khoảng 120 tới 150 đô la Mỹ một mét vuông một tháng. Nhiều khảo sát cho thấy nguồn cung mặt bằng chống thực tế trên đường Nguyễn Huệ không nhiều, đặc biệt là ở phân khúc khối đế thương mại. Đa số địa điểm đang có nhu cầu tìm khách thuê là các căn nhà phố 3 đến 4 tầng, với mức giá trên dưới 15.000 đô la Mỹ một tháng. Dữ liệu từ CBRE cũng ghi nhận giá trào thuê tại một số địa điểm đắc địa tại khu vực trung tâm lên tới 250 tới 350 đô la Mỹ một mét vuông một tháng. Tính bình quân toàn thị trường, giá trào thuê tại tầng trệt của trung tâm thương mại mua sắm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đạt mức đỉnh mới tại 206 đô la Mỹ một mét vuông một tháng, tăng khoảng 50% theo năm. Con số này gấp hơn 7,5 lần giá thuê ngoài trung tâm và gần gấp đôi ở Hà Nội nhưng mức giá theo thống kê của CBRE chưa bao gồm phí dịch vụ và VAT. Cùng với đó, tỷ lệ lấp đầy ở khu vực trung tâm được cải thiện ở mức gần 96%, còn ngoài trung tâm chưa đến 88%. Sự chênh lệch này là bởi đến nay, các trung tâm mua sắm trong các quận nội thành đã có lưu lượng khách hàng tương đương mức trước đại dịch, trong khi các trung tâm thương mại ngoài trung tâm sẽ cần nhiều thời gian hơn. Thực tế suốt nửa đầu năm nay, thành phố Hồ Chí Minh không ghi nhận nguồn cung bán lẻ mới Tổng diện tích cho thuê vẫn chưa đầy 1,1 triệu mét vuông. Bên cạnh đó, một số thương hiệu thời trang làm đẹp thể thao FNB cũng tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động ở Thành phố Hồ Chí Minh như Hermes Beauty, Skechers, Contum Thai. Thời gian tới, CBRE cho biết thị trường sẽ đón thêm nhiều thương hiệu quốc tế thuộc các lĩnh vực thời trang, FNB, nội thất. Tuy nhiên, sẽ chỉ có một nguồn cung mới với tổng diện tích cho thuê là 35.000 mét vuông từ trung tâm thương mại Thiso vào cuối năm nay và khoảng 230.000 m2 khác trong 2 năm tiếp theo. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng giá thuê ở khu vực trung tâm và dọc các tuyến phố chính sẽ tiếp tục đà tăng. Các thành phố châu Á chiếm 4 trong số 10 thành phố đắt đỏ hàng đầu, xếp sau Hồng Kông Trung Quốc là Singapore, Tokyo Nhật Bản và Bắc Kinh Trung Quốc. Đáng chú ý là Tokyo đã từ vị trí thứ 3 xuống thành phố đắt đỏ thứ 9 nguyên nhân một phần do sự suy yếu của đồng yên so với đồng đô la Mỹ và các đồng tiền chủ chốt khác. Danh sách 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới của ECA International năm 2022 gồm Hồng Kông Trung Quốc, New York Mỹ, Geneva Thụy Sĩ, London Vương quốc Anh, Tokyo Nhật Bản, Tel Aviv Israel, Zurich Thụy Sĩ, Thượng Hải Trung Quốc, Quảng Châu Trung Quốc, Seoul Hàn Quốc. Trước đó vào cuối tháng 12 năm 2021, theo xếp hạng của cơ quan tình báo kinh tế EIU, Hồng Kông không còn là thành phố có mức sống đắt đỏ nhất thế giới khi các thành phố có tỷ lệ lạm phát cao nhất trong 5 năm. Dẫn đầu bảng xếp hạng vào thời điểm trên là thành phố Tel Aviv. Thành phố của Israel này đã tăng 4 bậc, lần đầu tiên trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới nhờ đồng tiền mạnh và giá hàng hóa xe hơi tăng cao. Hồng Kông tụt xuống vị trí thứ 5 trong danh sách nhờ giá hàng hóa và dịch vụ giảm. Trong khi đó, Singapore leo hai bậc, giành vị trí thứ hai của Paris, Pháp, trở thành thành phố đắt đỏ thứ hai thế giới thành phố Zurich của Thụy Sĩ đứng thứ tư, các thành phố New York, Geneva, Copenhagen, Los Angeles và Osaka chiếm 10 vị trí còn lại. Báo cáo chi phí sinh hoạt toàn cầu năm 2021 đã so sánh giá cả 200 mặt hàng, bao gồm thực phẩm, quần áo, đồ dùng gia đình, giá thuê nhà, phương tiện đi lại và giải trí ở 173 thành phố trên toàn cầu. Dữ liệu được thu thập từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2021, giữa lúc giá cả vận tải và giá dầu tăng cao, điều đó khiến giá hàng hóa cao hơn bà upasanadut người đứng đầu nhóm nghiên cứu tại eiu cho biết mặc dù các nền kinh tế trên thế giới đang hồi phục trở lại với chương trình tiêm chủng mở rộng nhưng nhiều thành phố vẫn đang chứng kiến sự bùng phát trở lại điều này khiến các nhà chức trách phải đưa ra các biện pháp ngăn chặn